sẽ mạnh mẽ như màu da cam và uyển chuyển như bông hoa. Rất chạm. Đúng rồi, chúng ta đi rồi. Tuyệt vời, qua rồi. Rồi, anh ấy đã vượt qua. Hết rồi. Chúng ta chỉ rất tốt. Hắn đi được phá nặng, hắn đi được phá quán mình. Không được rồi. Quá tiếc. Như tôi đã nói. Rất là tiếc. Chỉ cần chủ quan một tích tắc rồi thì mọi thứ đều có thể xảy ra. Một chút vội vã, một chút hấp tấp và chọn sai điểm rơi đã khiến cho Takafumi và Shuichi tiếc nuối rời khỏi cuộc thi khi chỉ cách nút bấm để đích một thử thách cuối cùng. Tiếc nuối là điều không thể che giấu, nhưng nếu yêu Sasuke, các bạn sẽ còn rất nhiều cơ hội tham gia và chinh phục các thử thách của chương trình như thí sinh người Mỹ gốc Hoa này. My name is Felix Chu. I'm 32 years old from San Francisco, California. So I've competed on American Ninja Warrior the past 4 years. Train every day, compete on obstacles, so I'm ready to get out on Sasuke Vietnam course. Yeah, the most difficult set in V1 is the mental aspect and the hedgehog, trying to get through the spinning obstacles. I'm ready to get on the course. I'm going to conquer and finish the course tonight. Yeah! Có một điều thú vị là với phiên bản Sasuke ở Mỹ thì anh đã là người đến với vòng cuối cùng nhưng mà đã bị rớt. Chính vì vậy mà anh đồng rất mong muốn là sẽ chinh phục đường thử thách Midori Yama lần này khi đến với Việt Nam. Mr. Felix Chu, please ready. Chu đã hoàn thành xong phần thi của mình. Thành tích đó là 56 giây 83. Và với thời gian vừa rồi thì tôi nghĩ anh cũng nằm trong thành tích những vận động viên xuất sắc. 56 giây 83 sẽ có mặt ở thử thách thứ hai năm nay. Rất đáng để chờ đợi khi vòng 2.